Chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình nha. Thì lời nói đầu tiên cho mình gửi đến các bạn là chúc sức khỏe và luôn thành công trong công việc nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các cô chú anh chị cũng như các anh em đam mê sơn xe gắn máy nè, cũng như các anh em đang học nghề sơn xe ha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cái màu xanh của chiếc E150 ha. Đây là màu xanh của chiếc E150 đây. Thì mình đã nói nhiều trong video trước là khi mà chúng ta muốn nhận định được màu thì chúng ta dùng xăng lau hoặc giấy ướt nha. Chúng ta lau lên ha các bạn nha. Đó, mình lau lên để mình nhìn được màu ở trong ha. Màu xanh GB của E150 nha các bạn nha. Đây màu rất là đẹp ha. Rồi thì màu đó là màu tím nè, xanh dương nè và camay dương nè. Đó, vàng nó gồm 3 màu nha các bạn nha. Thì trong quá trình xem video các bạn cảm thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký ha, để kênh phát triển nhiều hơn nha các bạn nha. Rồi mình sẽ pha màu cho bạn xem ha. Đầu tiên là mình dùng xanh dương đây, mã 28 nha bạn nha. Quay cho bạn xem. Giờ tiếp tục là màu tím nha. Tiên thì tím chúng ta cho khoảng 4% đi. Cho vào tí xăng nha mà. Đó, chúng ta cho dòng tí xăng. Mười phần trăm xanh dương và 4% tím cà nha bạn nha, tím cà nha. Rồi tiếp tục màu thứ ba nữa là màu camay dương ha. Thì mình dùng camay bột nha bạn nha. Camay này chúng ta để ít thôi tại nó phá màu lắm nha bạn. Chúng ta cho khoảng 1% đi. Một phần trăm nha bạn. Cho vào tí xăng để cho nó lỏng nha chút xíu.
Bắt đầu tiếp tục chúng ta cho thêm 1% quả xanh cây mai dương cho nữa nha bạn. Nên cây mai chúng ta cho vừa thôi nha, nếu chúng ta cho nhiều quá nó sẽ phá đi cái màu xanh nha bạn nha. Rồi một tí cây mai dương nữa. Thì ước tính của mình là khoảng 20% đến 30% cây mai dương nha. Cái màu E150 này thì nó ngả tím nhiều các bạn nha. Rồi tím tỷ lệ khoảng 3 đến 4% nha. Rồi các bạn thấy không? Thì mình sẽ lưu ý như thế này. Nếu các bạn muốn cho nó cái màu dương này nè nó sáng lên tiếp tục thì chúng ta tiếp tục bỏ cái mai dương. Nhưng các bạn nên nhớ là bỏ cây mai dương nhiều nó sẽ phá đi cái màu xanh nha. Cho nên chúng ta pha đúng tỷ lệ nó sẽ tốt hơn ha. Rồi. Rồi sẵn đây mình sẽ chia sẻ luôn cái màu lót dành cho cái màu xanh dương này. Tại thứ nhất mình gửi các bạn thế này. Màu xanh dương này nó sẽ ít thịt nha. Nó sẽ mỏng thịt. Cho nên buộc chúng ta phải lót đúng cái màu nha. Thứ hai là cây mai. Nó có cây mai thì cây mai nó cũng là ít thịt. nó cần một thằng lót để mà có thịt nha. Thì cái màu này á thì mình sáng nay mình sẽ chia sẻ luôn cách pha cái màu lót luôn ha. Rồi thì các bạn nên nhớ thì màu lót thì chúng ta có hai dạng để pha, hai cách nha. Sáng nay mình chia sẻ luôn để anh em mà pha cái màu này xong rồi anh em bắn mà nó không đủ thịt cứ bắn suốt bắn cả ngày mà không lên nha. Đó thì cái quy luật của nó là cái màu lót cũng rất là quan trọng nha. Đây, hiện tại mình đã pha màu xong. Thì mình nhắc lại nè, màu xanh dương đó. Màu xanh dương nha bạn nha, dương 28 nè đó, màu tím cà và cà mây dương nha bạn nha, cà mây dương thì mình dùng dạng trong bột nha các bạn, cà mây dương mình dùng trong bột nha. Đây bạn thấy không, mình dùng trong bột, đây là cà mây dương. Ba màu sẽ lên được màu này nha. Thì màu này tím hơi nhiều nha. Đấy, ánh tím nó nhiều cho nên mình dùng tới khoảng 3% tím, 10% màu xanh dương và 2% cam mai dương ha, nó sẽ lên được màu này nha. Bạn nhớ điều đó ha. Rồi tiếp theo á là cái màu lót. Thì màu lót này á các bạn lót nó sẽ mau lên đầy thịt ha. Thứ nhất là chúng ta dùng lót thường, rồi chúng ta bỏ một tí đen lại vào thì nó sẽ thành một cái màu kêu là cái màu xám á, màu xám da trâu các bạn nha, màu xám da trâu ha. Còn nếu mà mình dùng lót mà hai thành phần này á, mình dùng lót hai thành phần này thì mình không thể pha được cái màu khác vào ha. Đó, mình không pha được màu khác thì buộc mình phải pha cách khác ha. Thì mình sẽ pha một cách khác là mình sẽ dùng bạc nha các bạn nha. Sẽ dùng bạc. Bạc gì cũng được nha. Bạc thường thôi, không cần bạc mắc tiền đâu. Ừ.
Dạ, màu đen. Mình cho 50-50 với nhau nha. Bạn thấy không? Nó sẽ ra màu lông chuột. Đó, ok, thì đây là màu lót nha. Mình đầu tiên thì mình dùng lót hai thành phần này thì mình sẽ không pha được cái màu đen vào nha, đặc biệt nó không pha được màu gì vào. Thì mình sẽ pha lại cái màu lớp thứ hai á, là mình pha màu lông chuột. Và dùng đen với bạc đổ vào thì nó sẽ lên màu lông chuột. Xong đàng hoàng. Lót xong rồi mình mới bắn lên cái màu gốc này nha. Mà thấy không? Bắn lên màu gốc này. Rồi, thì bây giờ mình chia sẻ màu xanh xanh dương của chiếc E50GB nè. Đó. Thì công thức pha mình đã pha xong các bạn nha. Các bạn cảm thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký ha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để kênh phát triển nhiều hơn nha các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha các bạn nha.